Chào mừng các bạn quay lại với Người Trader. Sau một tuần chúng ta tạm nghỉ để cùng cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5. Thì đến tuần này chúng ta sẽ quay trở lại như thường lệ để cùng nhận định về thị trường Forex cũng như giá vàng cho tuần giao dịch tiếp theo. Sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023. Tất cả chỉ là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Tuần vừa rồi thì là một tuần biến động tương đối mạnh đối với thị trường Forex cũng như giá vàng, khi mà trong tuần vừa rồi chúng ta có tương đối là nhiều những thông tin quan trọng. Có thể kể đến đặc biệt đó là cái quyết định lãi suất của Fed vào ngày 4 tháng 5. Thì đây là lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp của Fed. Và cái mức tăng thì cũng như là dự báo ở mức là 0,25%. Và sau cái cuộc họp thì ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, đã có cái bài phát biểu. Và nhìn chung là chúng ta thấy là trong cái bài phát biểu của ông thì đã bớt diều hâu hơn và nghiêng về cái kịch bản là cái nền lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm nay. Mặc dù vậy thì cái việc mà nâng lãi suất trong các lần tiếp theo thì nhiều khả năng là sẽ không xảy ra nữa, mà chúng ta đã có đỉnh của lãi suất của Mỹ trong năm nay ở mức là 5,25%. Ở bên cạnh Mỹ thì chúng ta cũng có cái quyết định lãi suất của Úc, tức là Úc đã tăng quyết định tăng lãi suất vào ngày 2 tháng 5. Dự báo thì là 3,6, tuy nhiên thì thực tế là Úc đã tăng thêm 0,25%. Và tương tự thì khu vực Euro thì ngân hàng ECB cũng đã quyết định nâng lãi suất lên 0,25% vào ngày 4 tháng 5. Và bên cạnh cái thông tin về lãi suất thì chúng ta còn cái thông tin về PMI của Mỹ, thông tin về việc làm tháng 3 của Mỹ. Việc làm tháng 3 thì sụt giảm so với dự báo. Và đến ngày thứ 6 thì chúng ta có cái thông tin về bảng lương phi nông nghiệp cũng như tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ. Thì đây cũng là một cái thông tin mà nó làm thị trường biến động rất là mạnh, kể cả DXY cũng như giá vàng. Đặc biệt là giá vàng thì sau cái tin tức về tỷ lệ thất nghiệp cũng như bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ thì tốt hơn so với kỳ vọng. Sau đó thì giá vàng đã có một nhịp giảm rất là mạnh trong ngày thứ 6 cuối tuần. Ta thấy là những cái dữ liệu về thu nhập thì tăng này, bảng lương thì tăng hơn so với dự báo rất là nhiều. Dự báo ở mức 180.000, tuy nhiên con số thực tế là 253.000. Cái tỷ lệ thất nghiệp thì thấp hơn. Và chúng ta thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp thì thấp, số lượng việc làm và thu nhập lại gia tăng, thể hiện là cái nền kinh tế của Mỹ thì vẫn tiếp tục mạnh. Và khi đó thì giá vàng đã có một cái nhịp sụt giảm rất là mạnh vào ngày thứ 6. Và tuần sau thì chúng ta cần phải chú ý đến ngày mùng 10 tháng 5, chúng ta sẽ có cái tin tức về CPI của Mỹ. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với cái cuộc họp quyết định lãi suất của Anh, ngân hàng Anh vào ngày 11 tháng 5. Thì mức dự báo là sẽ tăng 0,25% giống như Fed và ECB. Thì sau đấy chúng ta sẽ có cái chỉ số giá sản xuất PPI. Thì đây là những cái thông tin quan trọng mà chúng ta cần chú ý, và giả sử các bạn giao dịch ngắn hạn thì nên tránh những cái giờ mà các cái tin tức quan trọng này được xuất hiện, thì sẽ an toàn hơn và tránh cái việc là thị trường sẽ tạo những cái râu nến rất là lớn và làm cho chúng ta bị rời vị thế rất là nhanh. Ok, quay trở lại với
thị trường và Ichimoku Kinkohio. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ DXY như thường lệ. Chúng ta thấy là ở đầu tuần chúng ta có một cây nến tăng rất là mạnh tới 0,44% trong ngày thứ hai. Và sau đó thì nó đi lên một đoạn nữa và sau đó đi tạo một cây doji vào ngày thứ ba. Và trước khi chúng ta có một cây nến giảm rất là mạnh vào ngày thứ tư. Và sau đó là hai ngày cuối tuần lình xình. Ngày thứ sáu thì nó hồi phục sau cái tin tức về việc làm và thất nghiệp cũng như cái bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được đưa ra thì nó đã có một nhịp bật tăng. Tuy nhiên thì sau đó thì nó rút chân và tạo tiếp một cây doji phản ứng với Tenkan-sen của Ichimoku Kinkohio trên đô thị ngay. Nếu mà nhìn vào đồ thị thì chúng ta thấy là cái hướng đi xuống sẽ là hướng chiếm ưu thế nhiều hơn. Hiện giờ thì chúng ta thấy là cái đám mây tương lai đang rất là dày, thể hiện một cái xu thế giảm bền vững. Tenkan-kijun thì đang đi ngang, Chico thì thông thoáng. Và nhất là chúng ta có một cái cây nến retest lại Tenkan-sen như thế này thì cái việc DXY tiếp tục đi xuống là cái điều mà sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn. Và gần nhất thì nó sẽ quay về cái vùng đáy cũ tại 100.812 và nó có thể xuyên phá được cái vùng đáy này trong tuần sau. Thì chúng ta biết là trong tuần vừa rồi thì cái cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC thì đã quyết định cái mức lãi suất được tăng lần thứ 10 liên tiếp kể từ hơn một năm ở mức là 0,25%. Và chúng ta đã thấy được những cái tín hiệu cho thấy được đây chính là cái lần tăng lãi suất cuối cùng trong năm nay của Fed. Và chính vì vậy nên là về xu hướng dài hạn của DXY thì nhiều khả năng thì nó sẽ phá cái vùng đáy vùng 100.8 của ngày mùng 2 tháng 2 và nó sẽ tiếp tục đi xuống và hoàn toàn về đến đầu 9 trong tháng 5 này là một điều hoàn toàn là có thể dự báo trước. Sau khi mà chúng ta đã nhận định DXY sẽ có hướng đi xuống nhiều hơn trong tuần sau, sau đây chúng ta sẽ đến với các cặp forex chính. Đầu tiên là đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ. Thì tương tự chúng ta cũng có một xu thế giảm trên đồ thị ngày đối với đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ. Ngày thứ 6 chúng ta có một đợt bật tăng tương đối mạnh. Tuy nhiên trên đó chúng ta thấy một cây nến rút chân. Hiện giờ thì cả đám mây cũng như là Tenkan-kijun thì đều đang hướng xuống. Và Chico thì thông thoáng và nó tiếp tục thể hiện một cái xu thế giảm trên đồ thị ngày đối với Ichimoku Kinkohio. Nhiều khả năng thì trong tuần sau thì nó sẽ tiếp tục đi xuống. Sau chúng ta thấy ở đây nó đã phản ứng với vùng Tenkan-sen. Nhiều khả năng thì cây nến của ngày thứ hai tuần sau sẽ làm cây nến giảm. Vậy đầu tiên thì nó sẽ quay về vùng đáy cũ tại 0.88204. Và sau đó thì mục tiêu tiếp theo sẽ là một vùng hỗ trợ tại 0.87624. Xu thế giảm sẽ là xu thế chiếm ưu thế trên đồ thị ngày của đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ. Tiếp theo sẽ là đô la Mỹ và yên Nhật. Sau khi mà chúng ta tạo được một sóng nở tăng thì sau đó thì giá đã có một nhịp giảm kể từ ngày thứ ba sau khi nó lập một cái vùng đỉnh ở mức 1.37.730. Sau đó thì nó giảm hai ngày rất là mạnh trước khi tạo một cây doji phản ứng với Kijun-sen vào ngày thứ năm. Cây nến của ngày thứ sáu là một cây nến tăng. Mặc dù vậy thì chúng ta thấy là ở những khu vực như này là một những khu vực rất là nhạy cảm. Trường hợp mà nó có thể tiếp tục tăng và đóng cửa bên trên Tenkan-sen thì có thể thì nó sẽ quay về vùng đỉnh cũ một lần nữa. Tuy nhiên nếu như nó tiếp giảm và đóng cửa bên dưới cái vùng đáy tại 133.519 thì lại là xấu đối với đô la Mỹ và yên Nhật, thì nó có thể sẽ quay về Kumo và có thể sẽ xuyên qua Kumo trong cái nhịp giảm này và có thể về vùng khoảng 132.082. Ở trên khung đồ thị nhỏ hơn hiện giờ giá đang ở bên trong Kumo. Ta sẽ chờ xem nó sẽ đi theo hướng nào. Trường hợp mà nó phá lên như này thì có thể nó sẽ quay về được
ở vùng đỉnh cũ tại 137.765. Thì đó chúng ta sẽ quay trở lại xu thế tăng trên khung H1. Tuy nhiên nếu nó đi xuống và giảm như này thì đầu tiên nó sẽ quay về vùng 133.514 và tiếp theo sẽ là vùng 133.007. Vậy với đô la Mỹ VN Nhật thì cá nhân mình hiện giờ đang trung lập. Chúng ta chờ đợi xem cây nến của ngày thứ hai sẽ như thế nào. Đô la Mỹ và đô la Canada thì nhìn vào cây nến của ngày thứ sáu này, chúng ta thấy là xu thế giảm cũng như cái xung lượng giảm nó rất là mạnh. Nhiều khả năng thì nó sẽ tiếp diễn trong ngày thứ hai và có thể đến được cái vùng hỗ trợ 1.33050. Một cái cây nến giảm tới 1,22% trong ngày thứ sáu. Nhiều khả năng thì nó sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần sau. Euro và đô la Mỹ thì với việc DXY chúng ta dự báo là giảm thì cũng rất nhiều khả năng euro và đô la Mỹ sẽ đi lên và nhiều khả năng sẽ phá được cái vùng đỉnh tại 1.10971 này và có thể tiến về vùng kháng cự tiếp theo tại 1.11813. Tương tự sẽ là bảng Anh và đô la Mỹ, và đặc biệt trong tuần sau chúng ta sẽ vào ngày 11 tháng 5 thì sẽ là ngày ngân hàng Anh, ngân hàng trung ương Anh BOE sẽ họp và quyết định lãi suất. Thì nhiều khả năng thì bảng Anh và đô la Mỹ sẽ phá được cái vùng kháng cự 1.26650 trong tuần sau và sẽ tiếp tục đi lên. Chúng ta thấy là một cái xu thế tăng rất là đẹp đối với bảng Anh và đô la Mỹ, thể hiện qua cái độ dày của đám mây và span A, span B đều đang hướng lên, tenkan-kijun hướng lên, chico thông thoáng. Sở dĩ điều này bởi vì chúng ta có một cây nến tạo được cái điểm cao mới trong ngày thứ 6. Nhưng mà hiện giờ thì xu thế tăng đang rất là mạnh và không có gì có thể cản được bảng Anh đô la Mỹ phá được cái vùng kháng cự này. Mình nghĩ là nó sẽ phá qua một cách đơn giản thôi, vì đám mây hiện giờ đang dày, thể hiện một cái xu thế tăng rất là mạnh và bền vững. Với đôi lúc thì chúng ta đang ở bên trong Kumo. Chúng ta có một cái tuần liên tục tăng đối với đôi lúc. Mặc dù vậy thì chúng ta thấy là trong 4 ngày chúng ta liên tục tạo các cây doji với râu nến ở cả hai đầu. Và chỉ cho đến ngày thứ 6 chúng ta mới có một cây nến với cái xung lượng rõ ràng hơn. Và nhiều khả năng thì nó sẽ tiếp tục đi lên và đầu tiên thì nó sẽ về đến vùng kháng cự tại 0.67688 và nhiều khả năng sẽ tiến đến vùng kháng cự tiếp theo tại 0.68052. Và giả sử xung lượng tiếp tục mạnh thì nó có thể tiến tiếp về vùng span B tại 0.68624. Như vậy thì xu thế chính của đô và đô la Mỹ trong tuần sau sẽ là đi lên. Tương tự cũng là đô la New Zealand. Đô la New Zealand thì đã chạm vào span B, đồng thời là vùng kháng cự tại đây. Thì có thể nó sẽ lình xình ở đây trước khi bật tăng và về đến vùng kháng cự gần nhất tại 0.63810. Ok, và cuối cùng của ngày hôm nay là cậu vàng. Tuần trước thì vào 3 ngày giữa tuần, thứ 3, thứ 4, thứ 5, chúng ta chứng kiến một cái nhịp và tăng rất là mạnh của vàng. Thì nó bật tăng tới 4% và đạt cái mức phá được cái vùng đỉnh 2047 của hồi đầu tháng 4, và chúng ta đã tạo được cái vùng giá cao trong vòng hơn một tháng trở lại đây, ở mức là 2068. Sau đó thì nó giảm rất là mạnh trong ngày thứ 6 sau khi tin tức về thị trường lao động của Mỹ. Ở thời điểm hiện tại thì cũng tương tự như đô la Mỹ và yên Nhật, chúng ta thấy là nó giá của vàng đang ở giữa tenkan kijun. Mặc dù xu thế dài hạn thì vẫn đang ủng hộ việc tiếp tục đi lên khi mà đám mây Kumo tương lai thì đang dày và hướng lên. Tuy nhiên thì vàng hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về các vùng khoảng 1.970 trong tuần sau. Hiện giờ thì tại daily chúng ta thấy là mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng chúng ta có thể xem các khung đồ thị nhỏ hơn. Với khung H1 thì sau khi nó break out một sóng P đi xuống này, chúng ta đã phá được Kumo và hiện giờ trên đồ thị H1 thì giá vàng đang ở xu thế giảm. Ngắn hạn thì kịch bản đi xuống sẽ chiếm thế nhiều hơn.
có thể quay về vùng khoảng 107x trong tuần sau. Tuy nhiên thì trường hợp DXY giảm điểm và chúng ta có một cây nến tăng vượt Tenkan-sen như thế này, tức là giá vàng sẽ quay trở lại xu thế tăng trên đồ thị H1, thì cái đó thì cái việc mua lên lại sẽ là cái việc mà chúng ta cần ưu tiên nhiều hơn. Nên là tương tự với đô la Mỹ và yên Nhật thì vàng sẽ là một cặp mà cá nhân mình cần phải chờ đợi thêm trong ngày thứ hai. Trường hợp mà nó đóng cửa bên trên Tenkan-sen thì có thể mình sẽ xem xét chờ đợi để mua vào. Còn không, nếu nó tiếp tục phá được vùng 1999 này, tiếp tục phá được vùng này, tức là có thể nó sẽ lình xình ở đây và sau đó thì phá xuống này, thì đây có thể là điểm sell của chúng ta và target sẽ có thể là vùng 1070. Tuy nhiên thì cái việc sell này mình không khuyến khích, bởi vì đó là ngược xu thế trên khung đồ thị lớn, nên là chúng ta cần phải đặt stop loss đầy đủ và quản trị rủi ro thật tốt, và chỉ nên thực hiện những lệnh ngược trend khi mà các bạn đã có đầy đủ kinh nghiệm giao dịch đủ lâu và có kinh nghiệm quản trị rủi ro. Bởi vì nếu không thì nó hoàn toàn có thể sẽ quay trở lại xu thế chính của nó là xu thế tăng, và trường hợp chúng ta không đặt stop loss thì chúng ta có thể gặp những cái rủi ro rất là lớn và tài khoản của chúng ta hoàn toàn có thể bốc hơi chỉ sau một lệnh. Ok, như vậy chúng ta vừa đi một vòng thị trường Forex cũng như giá vàng cho tuần giao dịch tiếp theo từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và một tuần giao dịch mới nhiều các lệnh thắng trên các thị trường mà chúng ta tham gia. Và bây giờ thì mình sẽ dừng clip này tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi Nghề Trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.